Chào các bạn, mình là Thiên Nga. Có rất nhiều bạn thắc mắc về vấn đề làm sao để bật được chế độ luôn luôn hiển thị màn hình, hay còn có tên gọi khác là Always On Display ở trên điện thoại Vsmart. Trên tay mình là chiếc Vsmart Lite hệ điều hành 3.0. Vậy thì không chần chừ gì nữa, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bật chế độ này cũng như là các máy khả dụng với chế độ Always On Display nhé. Chế độ Always On Display này là tính năng cho phép điện thoại của các bạn luôn sáng ở chế độ màn hình đen, nghĩa là khi các bạn tắt màn hình đi thì nó vẫn sẽ hiện lên một số thông số cơ bản như là ngày giờ này, thời gian này, thông báo tin nhắn, cho phép các bạn không cần phải bật màn hình lên mà cũng có thể kiểm tra được. Cái này thì các bạn dùng Samsung thấy rất quen đúng không? Thông thường thì tính năng này sẽ có trên các dòng điện thoại của Android với màn hình AMOLED, vì tính năng màn hình đen này thì tốn rất là ít pin thôi. Nhưng mà đối với những chiếc Vsmart mà sử dụng màn hình IPS LCD thì sẽ không có tính năng này, thật là buồn đúng không? Vậy thì không chần chừ gì nữa, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bật chế độ Always On Display ở trên chiếc điện thoại Vsmart này. Hệ điều hành của mình đang dùng là 3.0 các bạn nhé. Đầu tiên các bạn vào cài đặt này, chạm vào hiển thị, sau đó kéo xuống bên dưới một chút vào chế độ luôn hiển thị. Ok, vậy là bạn đã bật được chế độ Always On Display ở trên hệ điều hành 3.0 rồi. Với những bạn sử dụng chiếc điện thoại mà hệ điều hành là 2.5 thì mình sẽ hướng dẫn sau đây nhé. Các bạn vào cài đặt này, chọn màn hình, chọn nâng cao, chọn màn hình sáng. Màn hình sáng chính là chế độ Always On Display ở trên hệ điều hành 2.5 nhé. Mọi người lưu ý là khi bật chế độ này sẽ tốn pin hơn bình thường một chút, trung bình là sẽ khoảng từ 5-10% tùy vào các điện thoại khác nhau các bạn nhé. Sau đây thì mình sẽ liệt kê một số dòng máy được cho là khả dụng với chế độ Always On Display nhé. Với hệ điều hành 2.5 thì có Vsmart Lite, Vsmart Joy 2+. Với hệ điều hành nâng cấp lên 3.0 thì sẽ có Vsmart Lite, Vsmart Active 3 các bạn nhé. Các bạn đã nắm rõ cách cài đặt Always On Display cũng như là các dòng máy khả dụng tính năng này chưa nhở? Nếu có những bổ sung hay góp ý gì đừng quên cho chúng mình biết ở dưới phần bình luận nhé. Chúng mình sẽ còn sớm trở lại với những tin tức công nghệ hot hơn họ nữa. Chính vì vậy đừng quên cho chúng mình một like và subscribe kênh YouTube của Hoàng Hà Channel nhé. Tạm biệt. Nhưng mà lại không dài.